Xót xa con đuôi Hoài Linh, người bị bệnh giai đoạn cuối, người bốn lần vào viện tâm thần. Quý vị thân mến, trong làng giải trí Việt, Hoài Linh là một trong số những nghệ sĩ nhận nhiều con đuôi nhất, hầu hết là các tài năng trẻ với mong muốn đỡ đầu trên con đường nghệ thuật. Nhiều người trong số đó đã nổi tiếng, có một số thành công nhất định nhưng cũng có những trường hợp gây nhiều tiếc nuối. Mới đây, showbiz Việt xôn xao thông tin ca sĩ Thái Trân đang bị suy thận giai đoạn cuối và suy tim nặng. Cô được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi sau khi tham gia cuộc thi The Winner Is 2014. Tại thời điểm tham gia cuộc thi, Thái Trân đã mắc bệnh, nhưng niềm khao khát được hát và đứng trên sân khấu của cô đã khiến Hoài Linh bật khóc. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ tiếp tục điều trị bệnh, thỉnh thoảng có ra một vài sản phẩm mang tính chất kỷ niệm và cảm ơn những người đã theo dõi mình. Năm 2015, Thái Trân đã phải gắn máy trợ tim trên cổ, cánh tay, đùi. Trong trường hợp máy ngừng chạy, cô phải nhập viện ngay lập tức, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Năm 2020, cô tham gia chương trình ca sĩ bí ẩn kể về hành trình chống chọi với bệnh tật để được hát của mình. Hiện tại, gia đình Thái Trân cho biết tình trạng sức khỏe của cô đang nguy kịch, phải gắn máy trợ bơm máu về tim. Ngoài ra, bác sĩ chẩn đoán nữ ca sĩ bị nhiễm trùng màng bụng. Do chân phải mổ hở đặt hai đường ống từ bụng ra, một ống là để cách vài tiếng truyền vào một bịch dung dịch mấy lít thuốc để lọc thận do thận hư, ống còn lại để xả mấy lít dung dịch thuốc lần trước đó đã cho vào người. Chính vì thế mà chỗ này cực kỳ nhạy cảm và nguy hiểm, có nguy cơ nhiễm trùng rất cao, gia đình cô cho biết. Số tiền tiết kiệm của gia đình Thái chân ngày càng cạn kiệt, khi mỗi tháng phải chi hơn 50 triệu đồng để chữa bệnh, thuốc men. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chồng và con trai khiến cô đau lòng. Hiện tại, Thái chân đang phải ở một mình trong bệnh viện. Con trai của cô do đi làm nên không thể túc trực chăm sóc mẹ. Theo lời kể từ người thân, cô đã điều trị căn bệnh suy gan và suy tim hơn 10 năm qua, hàng ngày phải truyền thuốc, truyền đạm. Trong một lần tâm sự cô nói, bây giờ tôi đã kiệt sức, lo không còn sống được bao lâu, sự sống chỉ duy trì qua từng ngày. Bác sĩ điều trị cho tôi thông báo căn bệnh suy thận, suy tim đã ở giai đoạn cuối. Các bệnh nhân điều trị cùng thời điểm với tôi trong khoa đã lần lượt ra đi. Tôi còn sống đến bây giờ chắc vì tình yêu của chồng, con trai và đặc biệt là cháu nội 6 tháng tuổi. Hoài Lâm sinh năm 1995, được danh hài Hoài Linh đỡ đầu và dạy dỗ từ bé, hướng theo dòng nhạc quê hương trữ tình. Ở thời điểm tên tuổi đang ở đỉnh cao, được đánh giá là ngôi sao trẻ sáng giá với ngôi vị quán quân gương mặt thân quen 2015. Hoài Lâm lại sao nhãn nghệ thuật để theo đuổi chuyện tình cảm với Bảo Ngọc, Cindy Lư. Sau đó, vì định hướng nghề nghiệp khác nhau, cộng với việc bỏ BKH, khiến sự nghiệp xuống dốc, quan hệ giữa Hoài Linh, Hoài Lâm cũng trục trặc. Nam danh hài thường xuyên từ chối khi được hỏi về người con nuôi. Đàm Vĩnh Hưng từng tiết lộ vì quá thất vọng với Hoài Lâm nên danh hài Hoài Linh đã kiên quyết từ mặt con nuôi. Sau khi chuyện tình cảm tan vỡ, ngoại hình lẫn sự nghiệp của Hoài Lâm tụt dốc không phanh. Có thời điểm nam ca sĩ kể mình phải lái xe kiếm sống, phụ bán quán với gia đình, gặp nhiều vấn đề về tâm lý, tình cảm. Anh cũng từng cho biết đã bốn lần vào bệnh viện tâm thần. Hiện tại, Hoài Lâm sống chủ yếu tại Vĩnh Long cùng với bố mẹ, bắt đầu có những động thái trở lại với âm nhạc. Gần đây, một số sản phẩm anh ra mắt được người hâm mộ đón nhận trở lại. Nam ca sĩ chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giao lưu âm nhạc với khán giả, ít nói về chuyện đời tư. Tháng 7 năm 2021, Hoài Lâm gây chú ý khi thông báo đổi nghệ danh thành Jun Tulo. Theo lý giải từ Hoài Lâm, Jun Tulo là từ viết tắt Jun Hoài Lâm tự lo. Thông qua nghệ danh mới này, Hoài Lâm muốn khẳng định với khán giả rằng anh sẽ trở lại và phát triển sự nghiệp theo đúng thực lực vốn có của mình. Hoa hậu Phạm Hương là một trong số những người con nuôi nổi tiếng của Hoài Linh. Hiện tại có cuộc sống viên mãn trên đất Mỹ. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 được danh hài nhận con nuôi từ những ngày đầu bước chân vào showbiz. Cô từng kể, bố Hoài Linh là người mà tôi rất hâm mộ, bố đơn giản, chân thật và mộc mạc. Khi tôi vào Sài Gòn, có cả bà ngoại Ngọc Giàu, cùng với bố Hoài Linh là những người đã giúp đỡ, nâng đỡ tôi rất nhiều. Họ truyền cho tôi niềm yêu thương, sự cống hiến thực sự của mình với cái nghề mà mình đang theo đuổi. Dù không còn mặn mà với showbiz nhưng cái tên Phạm Hương vẫn rất được khán giả quan tâm. Hiện tại cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã đại gia tại Mỹ, sinh hai quý tử và được cưng chiều như bà hoàng. Trên mạng xã hội, Phạm Hương đăng rất nhiều hình ảnh với các con, ra dáng bà mẹ bỉm sữa viên mãn an nhàn. Ngoài những gương mặt được Hoài Linh nhận nuôi ở độ tuổi trưởng thành, bé Ben, tên thần Hoàng Quân là tài năng nhí được Nam Xanh Hải để ý khi 4 tuổi. Khi ấy, cậu bé sinh năm 2004, có rất nhiều năng khiếu như ca hát, làm MC, đóng phim, được xem như thần đồng âm nhạc nối bước Xuân Mai, Xuân Nghi. Năm 2015, bé Ben tham gia chương trình Gương mặt thân quen nhí và xuất sắc giành giải quán quân với nhiều màn hóa thân ấn tượng. Tuy nhiên sau đó, cậu bé vắng bóng khỏi showbiz Việt. Bé Ben cho biết, Em bắt đầu ngưng đóng phim từ năm vào cấp 2, nghĩa là sau chương trình gương mặt thân quen nhí. Dù sau đó, cũng có nhiều phim liên hệ với mẹ, ngỏ ý mời em tham gia. Lý do quan trọng nhất chính là cả mẹ và ba nuôi Hoài Linh đều muốn em tập trung vào việc học. Sau khi dừng sự nghiệp nghệ thuật để tập trung cho việc học, bé Ben đạt khá nhiều thành tích tốt. Chia sẻ với bố nuôi Hoài Linh, cậu bé nói, Ba Linh rất hiền, rất thương em, nhưng cái nào ba đã nói không được thì nhất quyết không được. Ba không la mắng ai, cách của ba là không làm ai phải buồn vì mình nhưng ngược lại, sau những câu nói của ba, em tự nhận thấy mình sai và lời ba dạy là đúng. Ben cho biết từ nhỏ luôn được bố nuôi theo sát chuyện học tập, thậm chí mỗi tháng còn đều đặn ký sổ liên lạc cho mình. Cậu cũng ám ảnh với câu nói của bố nuôi, không học giỏi thì đừng đi hát, khiến bản thân nỗ lực nhiều trước khi quay trở lại với đam mê. Trong số những con nuôi của Hoài Linh phát triển sự nghiệp thành công, Ánh Linh là cái tên được chú ý vì có nhiều dấu ấn khi tham gia solo cùng Borero mùa 2. Dù được biết tới với danh xưng con nuôi của danh hài Hoài Linh, nhưng Ánh Linh khẳng định luôn có thể tự đứng được trên đôi chân của mình. Mọi người cũng đừng nghĩ rằng làm con gái Hoài Linh chỉ toàn là thuận lợi, thuận lợi thì có nhiều ở chỗ được bố chỉ dạy chia sẻ, thậm chí đôi khi la mắng để mình trưởng thành hơn, nhưng cũng có cả khó khăn trong đó, khó khăn ở chỗ là con gái nuôi Hoài Linh nên tôi luôn phải tự mình tự nhủ phải cố gắng gấp đôi, nỗ lực 200% so với bình thường để không làm phụ lòng bố. Cô bộc bạch cho đến hiện tại ánh linh luôn cảm thấy tự hào về bản thân dù chưa phải ngôi sao hạng a nhưng đạt được ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từng bước chinh phục khán giả bằng giọng hát phong cách và kỹ năng của mình